Xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi bản tin 141, bản tin do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng với Công an thành phố Hà Nội sản xuất. Mở đầu bản tin như thường lệ là những tin tức về an ninh trật tự xã hội đáng chú ý trong phần nhật ký 141. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội là cơ quan thường trực giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố trong công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch, chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức đoàn thể triển khai kế hoạch. Sở Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố triển khai bộ tài liệu tập huấn cho giáo viên, học sinh các bậc theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, lồng ghép tuyên truyền qua hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm bố trí đủ tài liệu, cung cấp kiến thức, kỹ năng và có đủ trang thiết bị giảng dạy, thực hành về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Giáo viên đủ sức khỏe và trình độ, kỹ năng. Việc triển khai kế hoạch nhằm giúp học sinh ở từng độ tuổi có kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công an Hà Nội bố trí địa điểm mới tiếp công dân bắt đầu từ ngày 17 tháng 1 năm 2023. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội chuyển địa điểm tiếp công dân tại trụ sở 87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội về trụ sở 27 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 17 tháng 1 năm 2023. Đề nghị cán bộ công dân đến địa chỉ trên để liên hệ công việc theo quy định. Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm Lê Văn Hùng, 24 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Phiên tòa được xét xử công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất để người dân theo dõi. Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2023, Lê Văn Hùng đi nhận và vận chuyển thuê 10,5 kg pháo nổ từ một người phụ nữ ở khu công nghệ cao Hòa Lạc gần trường đại học FPT đến ngã tư Lục Quân, thị xã Sơn Tây. Sau khi nhận và vận chuyển đến địa phận thôn 3, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất thì bị lực lượng công an huyện Thạch Thất bắt quả tang. Đáng nói Lê Văn Hùng, nguyên là đảng viên, bí thư chi đoàn thôn Quảng Giang đã bị Ủy ban kiểm tra huyện Thạch Thành ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng. Tại phiên xét xử, bị cáo Lê Văn Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra cùng diễn tiến phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng 8 tháng tù giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 55 phút ngày 12 tháng 12 năm 2022, tổ công tác của Công an phường Hàng Bài làm nhiệm vụ tại phố Vọng Đức phát hiện đối tượng Nguyễn Quốc Hùng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên người đối tượng có một túi ni lông và một gói giấy chứa chất bột màu trắng. Tại chỗ, Hùng khai nhận là ma túy heroin mua về để sử dụng. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Qua giám định, tang vật là 15,879 gram heroin. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Mỗi khi nhắc đến chiến sĩ cảnh sát cơ động thì người ta thường nhớ đến hình ảnh những người lính gan dạ kiên cường luôn có mặt ở các điểm nóng, tham gia các chuyên án lớn, thậm chí là có mặt ứng cứu người dân khi bão lũ, tai nạn, cháy rừng xảy ra. Tuy nhiên hôm nay thì hãy cùng chúng tôi đến với hội thi Vui Gói Bánh Chưng Tưng Bừng Đón Tết của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an thành phố Hà Nội để cùng theo dõi một góc nhìn hoàn toàn khác lạ của những người lính cơ động. Hội thi Gói Bánh Chưng Mừng Xuân Quý Mão 2023 là hoạt động thiết thực dành cho cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Thủ đô, mang đến không khí ngày Tết ấm áp tình đồng chí và nêu cao tình yêu văn hóa dân tộc. Tham gia hội thi có 6 đội, mỗi đội có 4 thành viên, đại diện cho các đơn vị trực thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động thực hiện gói và trang trí bánh chưng trong thời gian 30 phút. Những đôi bàn tay khéo léo tập trung gói và gửi trọn tình cảm của mình trong từng chiếc bánh. Với cái đặc thù của lực lượng cảnh sát cơ động, quân số đông, ăn ở tập trung và các đơn vị đóng quân thì xa nhau, có những đơn vị cách xa nhau gần 100 cây số. Chính vì vậy mà trung đoàn đã tính toán xây dựng một cái kế hoạch tạo cho cán bộ sân chơi cho cán bộ chiến sĩ, đó vừa là giáo dục truyền thống. Không chỉ duy trì và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trẻ, hội thi còn mang tới một hình ảnh đời thường đầy dung dị nhưng cũng không kém phần khéo tay hay làm của những người chiến sĩ cảnh sát cơ động. Thực sự là lần đầu tiên mình tham gia cái cuộc thi như thế này thì cảm giác rất là vui được tiếp xúc với cả mọi người, tất cả các cán bộ chiến sĩ ở đây, tạo lên một không khí rất là vui tươi và đầm ấm trước khi chúng ta có một cái Tết
năm Quý Mão. Bình thường thì chị nghĩ rằng là các chiến sĩ cơ động rất là khô khan và có một cái gì đấy khó gần. Nhưng mà hôm nay khi tham gia cuộc thi và chấm thi thì mình thấy là các chiến sĩ rất nhiệt tình, hết mình và cũng rất là khéo tay và gói lên những chiếc bánh chưng, cùng với đó là sự trang trí kết hợp mà bản thân mình cũng cảm thấy rất là xúc động với cái sự nhiệt huyết của các chiến sĩ. Không chỉ cùng thi gói bánh chưng, các chiến sĩ cơ động còn tham gia các trò chơi dân gian và giao lưu văn nghệ. Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng tổ chức trao quà Tết cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mang xuân ấm đến với mọi nhà. Chỉ trong một đêm, đối tượng tội phạm đã gây ra 4 vụ cướp tại các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhưng cũng ngay trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân đã đấu tranh bắt giữ thành công đối tượng gây án. Đây là lời cảnh tỉnh công tác bảo vệ còn lỏng lẻo, sơ hở tại các cửa hàng tiện lợi trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt kinh doanh về đêm. Đây là đoạn hình ảnh từ camera cửa hàng tiện lợi trên phố Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm ghi lại. Thời điểm khoảng 3 giờ sáng ngày 10 tháng 1, nam thanh niên điều khiển xe máy, đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt vào cửa hàng tiện lợi. Tại đây, đối tượng dùng dao nhọn đe dọa nhân viên bán hàng, yêu cầu mở két cướp tài sản rồi tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát từ cửa hàng này, đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ cướp khác. Khi đi cướp thì em cũng chuẩn bị là đi qua cửa hàng siêu cây 1-2 vòng để em ngắm nghía. Sau bắt đầu em đi lên qua đấy 300m thì em mới thấy có quán phở ở đấy. Thì em vào, em thấy không ngoài đấy thì em vào em lấy con dao. Xong em quay lại cái cửa hàng kia. Em chọn cửa hàng ban đêm là vì cũng mỗi 2 nhân viên bán hàng không có bảo vệ. Thì lúc đấy là em nghĩ vào là lúc đấy chỉ có, em nghĩ là chỉ có sinh viên bán hàng thì lúc đấy em vào đe dọa thì không sợ chống trả. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự, công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành điều tra truy xét. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, các trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là Đặng Đình Tuyến, sinh năm 1991, trú xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Công an quận Thanh Xuân xác định, trong vòng chưa đầy 2 tiếng, Tuyến đã gây ra 4 vụ cướp, lấy đi hơn 15 triệu đồng và 3 điện thoại. Ngoài ra, Tuyến còn khai nhận khi thực hiện một vụ cướp và một vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn quận Thanh Xuân. Qua cái việc mà bắt giữ đối tượng và qua những cái lời khai của đối tượng cũng như là thu thập tài liệu ở cái hiện trường sự việc thì thấy rằng các đối tượng gây án là một là về cái nhân thân đối tượng thì là đã có tiền án tiền sự, thứ hai nữa là có tiền sử sử dụng về ma túy đá, nên có biểu hiện của cái việc mà ngáo, chính vì vậy là đối tượng sử dụng hung khí là cái loại dao bầu. Nên cái việc mà đối tượng gây án nếu gặp sự chống cự của những nhân viên bán hàng thì rất dễ gây ra là những cái hành vi mà giết cướp cũng như là những cái vụ trọng án xảy ra ở trên địa bàn. Hàng loạt vụ cướp do đối tượng Đặng Đình Tuyến gây ra tiếp tục cho thấy công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh tại các cửa hàng tiện lợi còn lỏng lẻo và chưa được quan tâm đúng mức. Các cửa hàng này đều hoạt động kinh doanh 24/24, nhưng hầu hết là không có bảo vệ mà chỉ có nhân viên bán hàng. Do đó các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội. Riêng đối với cả các cửa hàng tiện lợi được bán hàng ban đêm là 24/24 thì hiện nay thì các cửa hàng này cái lực lượng bảo vệ gần như là không có, tức là vào ban đêm là không sử dụng cái lực lượng bảo vệ, và hai nữa là cái nhân viên thì cũng rất nhiều các cửa hàng để người ta chỉ sử dụng một nhân viên nữ cho cái việc bán hàng, thì cái điều này là cũng tạo rất sơ hở cho cái việc mà các đối tượng lợi dụng cái sơ hở này để thực hiện cái việc gây án. Việc tổ chức điều tra, truy xét và bắt giữ đối tượng chỉ sau vài giờ gây án đã cho thấy tinh thần đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm của Công an quận Thanh Xuân. Đây cũng là tinh thần chung của lực lượng Công an nhân dân trong đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Bản tin 141 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.